mừng quý khách hàng và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Hóa đơn điện tử Trung Kiên. Trong video hôm nay, Trung Kiên sẽ hướng dẫn quý khách hàng và các bạn cách tra cứu hóa đơn xăng dầu. Như quý khách hàng và các bạn đã biết thì hiện nay các doanh nghiệp xăng dầu đã chuyển sang sử dụng hóa đơn xuất từng lần bán, hay còn gọi là hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Trong video này, Trung Kiên sẽ hướng dẫn quý khách hàng và các bạn cách để mà sau khi mình nhận được những cái hóa đơn đó, mình tra cứu ở trên hệ thống của Thuế như thế nào. Vào chi tiết video, tại đường dẫn hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn của cơ quan thuế, hay còn gọi là hóa đơn điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử của Thuế. Ở đây, ở bên phải mình sẽ có là mục đăng nhập. Mình đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào. Tên đăng nhập mật khẩu này thì Trung Kiên cũng đã có làm nhiều video hướng dẫn để mà mình đăng nhập cái này rồi, thì mình có thể xem lại trong cái lịch sử video nha. Mình đăng nhập tài khoản vào, mình xem đăng nhập mã captcha. Tiếp theo, tại menu ở trên phía bên phải, mình chọn là tra cứu và mình chọn tra cứu hóa đơn. Ở đây mình sẽ có là tra cứu hóa đơn điện tử bán ra và tra cứu hóa đơn điện tử mua vào. Mình đang muốn tra cứu những hóa đơn mua vào thì mình sẽ chọn qua đây. Tiếp theo sẽ có là hóa đơn điện tử và hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Mình chọn một là hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền là thứ hai. Tiếp theo mình ở kết quả kiểm tra, mình chọn sổ ra, mình chọn là tổng cục thuế đã nhận hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Thứ tư là ở đây sẽ có một ngày lập và ngày lập hóa đơn. Mình sẽ chọn là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Cái này là ví dụ nha. Và hiện tại thì trang hệ thống hóa đơn điện tử này chỉ cho phép mình tra cứu trong vòng 1 tháng. Thì mình sẽ tra cứu từng tháng. Tiếp theo nữa là ở chỗ mở số thuế người bán. Ở đây thì cái trang này nó sẽ tự động fill cái chỗ mà mã số thuế người bán vào là mã số thuế của mình, nó bị sai, mình sẽ xóa nó đi, tại vì mình là bên nhận hóa đơn mà. Rồi mình lưu ý là có 5 mục như vậy nha. Thứ nhất là bấm qua tab tra cứu hóa đơn điện tử mua vào. Thứ hai là hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Thứ ba là kết quả kiểm tra, mình sổ ra, mình chọn tổng cục thuế đã nhận hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Thứ tư là chọn ngày lập, từ ngày đến ngày trong vòng 1 tháng. Thứ 5 là chỗ mã số thuế người bán, mình xóa mã số thuế của mình đi. Tiếp theo mình bấm tìm kiếm thì hệ thống sẽ sổ ra cho mình một hay nhiều hóa đơn tùy theo mà mình nhận hóa đơn của bên đơn vị xăng dầu bao nhiêu. Có vẻ hơi chậm, mình tự tải lại đúng không? Mình làm lại đúng không? Rồi mình chọn hóa đơn mua vào, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, xóa cái mã số thuế người bán đi, chọn nó đây, chọn lại là thời điểm là từ ngày 1 tháng 3, bấm tìm kiếm, nó sổ ra đây. Thì khi mà nó sổ hóa đơn ra thì mình bấm vào đây, mình có thể bấm cái chữ xem hóa đơn ở bên này, mình bấm xem hóa đơn, hoặc là mình có thể in ra, hoặc là xuất hóa đơn, xuất XML. Hiện tại thì đây là cái trang miễn phí của bên Thuế. Thì bên Thuế chỉ cho phép mình xem trong khoảng thời gian là 1 tháng, và khi nào mình xem thì mình xem thôi. Thì bên Shoplink có cung cấp một trang gọi là hóa đơn điện tử mua vào. Nó sẽ là quản lý tất cả những hóa đơn mà bên mình nhận được của bên khách hàng. Và cái này là sẽ tính phí ạ. Công cụ này sẽ xem được tất cả những hóa đơn mua vào, cả có mã và không mã, và mình có thể tải được cả file PDF mà bên file gốc PDF mà bên khách hàng xuất cho mình, cũng như là xuất được bản kê Excel hóa đơn chứng từ mua vào. Và khi mà mình đồng bộ về một lần, hệ thống nó sẽ tự động đồng bộ những lần sau, và mình sẽ nằm những cái hóa đơn đó, nó sẽ tồn tại ở đó vĩnh viễn, nó sẽ được lưu trữ trên cái phần quản lý hóa đơn mua vào.
nó lưu trữ vào đây thì mình sẽ xem lại cái hóa đơn đó hoài, mình không có phải tra cứu lần khác. Đây là chức năng hóa đơn điện tử mua vào. Khi mà quý khách đăng nhập vào thì nó sẽ được tặng 100 số. Nếu mà quý khách nào mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ trung kiên để mà được cung cấp phần mềm. Còn nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay là câu hỏi nào thì mình có thể để lại bình luận ở dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau.